Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn đến với tin chính sau đây. Chùm giang hồ Chín Xuân và đàn em lạnh án trong vụ đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự. Hai chuyên viên sở kế hoạch đầu tư ở Kiên Giang bị tạm giữ vì nghi nhận hối lộ. Bình Dương bắt nhóm giang hồ cộng cán vô cớ đánh người, đập phá quán để đòi bảo kê. Khởi tố đối tượng chiếm đất rừng, làm giả giấy tờ lừa bán hơn 10 tỷ đồng bắt nhanh đối tượng trộm túi sách có chứa hơn 400 triệu đồng tại quầy thuốc ở thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây xin kính mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Trùm giang hồ chín xuân và đàn em lạnh án trong vụ đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 1, tòa nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với trùm giang hồ chín xuân và đàn em trong vụ án đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự. Cụ thể, 5 bị cáo trong vụ án gồm có Trần Công Xuân, thường gọi là Chín Xuân, 53 tuổi, Nguyễn Quốc Tài Nguyên, 22 tuổi, Hồ Thanh Hải, 33 tuổi, với tội danh hủy hoại tài sản, Trịnh Thanh Tú, 31 tuổi về tội che giấu tội phạm và Nguyễn Minh Tới, 40 tuổi về tội không tố giác tội phạm. Tất cả các bị cáo đều ngụ quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyên, Hải, Tú và Tới cùng làm thuê tại trại gà đá của Chín Xuân, Tháng 6 năm 2020, Nguyên xảy ra mâu thuẫn tại một quán nhậu và dùng ly bia đánh vào mặt một thanh niên ở cùng địa phương, gây thương tích 27%. Đến tháng 8 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thốt Nốt khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quốc Tài Nguyên về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ án được đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận Thốt Nốt thụ lý, thiếu tá hát làm đội trưởng. Ngày 9 tháng 9 năm 2020, Nguyễn Quốc Tài Nguyên nhận được bản kết luận điều tra vụ án và đọc lại cho Chín Xuân nghe. Ngay xong Chín Xuân nói, vụ án của mày là do thằng Hát nó hại, mày muốn đâm hay đốt nhà nó là tùy. 23 giờ cùng ngày, Nguyên cùng Hải mang theo can xăng 10 lít đến nhà thiếu tá Hát để hát. Đến khuya, Hải treo qua hàng rào vào nhà thiếu tá Hát, còn Nguyên đứng bên ngoài truyền can xăng vào cho Hải. Sau đó Hải mang can xăng đổ vào khu vực cửa chính rồi châm lửa đốt, sau đó rời khỏi hiện trường phát hiện có tiếng nổ lớn gia đình thiếu tá thức giấc phát hiện nhà bị cháy nên cùng vợ đang mang thai và con gái 3 tuổi chạy ra bằng cửa sau đồng thời truy hô để người dân chữa cháy tại phiên xét xử bốn bị cáo đàn em của chín xuân thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố đại diện viện kiểm sát cho rằng chín xuân vì muốn thể hiện nên đã có hành vi kích động gợi ý và xúi dục để nguyên hải thực hiện hành vi đốt nhà thiếu tá hát Hành vi này rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây hoang mang, mất an ninh trật tự tại địa phương. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên Nguyễn Quốc Tài Nguyên 4 năm 3 tháng tù, Hồ Thanh Hải 3 năm 9 tháng tù, Trần Công Xuân 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh tới 6 tháng tù, Trịnh Thanh Tú 9 tháng tù giam. Riêng đối với bị cáo Nguyễn Quốc Tài Nguyên, trước đó bị tuyên phạt 4 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích nên tổng hợp hình phạt của bị cáo này 8 năm 6 tháng tù. Tin tiếp theo, hai chuyên viên cấp sở ở Kiên Giang bị tạm giữ vì nghi nhận hối lộ. Ngày 12 tháng 1, thưa quý vị, Công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Khánh, 34 tuổi, chuyên viên Sở Kế hoạch Đầu tư Kiên Giang, Lê Quyết Tiến, 33 tuổi, chuyên viên Sở Xây dựng Kiên Giang, để điều tra hành vi nhận hối lộ. Ngày 5 tháng 1, Cảnh sát bắt quả tang Khánh và Tiến nhận 30 triệu đồng của chủ một doanh nghiệp tại quán giải khát ở thành phố Rạch Giá. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Khánh làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, Tiến phụ trách thủ tục cấp phép xây dựng, trước khi bị tạm giữ, hai nghi can từng làm khống hồ sơ năng lực thi công cho một doanh nghiệp. Sau khi giúp doanh nghiệp, Khánh và Tiến yêu cầu họ đưa thêm 30 triệu đồng. Người này bức xúc trước hành vi của hai chuyên viên nên trình báo vụ việc cho cơ quan công an. Đại tá Trương Đông Hải, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang, ký thông báo về việc tạm giữ hai nghi can. Thông báo được gửi đến gia đình địa phương và nơi công tác của Khánh, Tiến. Tin tiếp theo, Bình Dương bắt nhóm sang hồ cộng cán vô cớ đánh người, đập phá quán để đòi bảo kê. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự võ Như Dũng, tức Dũng Búa 31 tuổi, Hà Minh Long 22 tuổi, Nguyễn Trung Kỳ 18 tuổi, cùng ngụ thị xã Tân Uyên và Nguyễn Công Bằng 28 tuổi, ngụ huyện Bắc Tân Uyên để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản và gây rối trật tự công cộng. Theo Công an thị xã Tân Uyên, qua công tác nắm bắt địa bàn, trinh sát xác, xác định Dũng Búa đang cầm đầu một nhóm đàn em khoảng 20 đối tượng đều có tiền án tiền sự, có biểu hiện hoạt động của bảo kê, các quán nhậu, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Vị Tân. Gần đây, băng nhóm của Dũng Búa đến quán trốn vợ hai đặt vấn đề bảo kê và cho đàn em vào làm giữ xe kiêm bảo vệ của quán với số tiền 12 triệu một tháng. Do lo sợ ảnh hưởng việc làm ăn và tính chất côn đồ của các đối tượng, chủ quán đành đồng ý đêm ngày 10 tháng 1, Dũng Búa cùng đàn em kéo vào quán trốn vợ hai ăn nhậu và được chủ quán tiếp đón. 22 giờ cùng ngày, khi không được tiếp nữa, Dũng Búa lập tức cầm ly bia đánh vào đầu chủ quán gây thương tích. Chưa dừng lại, băng nhóm của Dũng Búa còn đập phá bàn ghế, uy hiếp nhiều người trong quán nhậu. Liên quan đến vụ việc này, công an thị xã Tân Uyên kêu gọi các đối tượng liên quan khẩn trương ra đầu thú, đồng thời kêu gọi cá nhân tổ chức, ai là người bị hại của nhóm Dũng Búa liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tân Uyên cung cấp thông tin phối hợp giải quyết. Khởi tố đối tượng chiếm đất rừng, làm giả giấy tờ lừa bán hơn 10 tỷ đồng. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Trần Xuân Hồng, sinh năm 1954, ngụ xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra từ năm 2001 đến 2007, Trần Xuân Hồng và cùng vợ là bà Nguyễn Thị Quế bao chiếm khoảng 160.000 m2 đất rừng ở xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, nay là thành phố Phú Quốc. Đến năm 2015, Trần Xuân Hồng làm khống giấy xác nhận nguồn gốc đất nói trên. Đến tháng 8 năm 2019, Hồng đem bán cho bà Duyên tổng cộng 180.000m2, trong đó có 160.000m2 đất rừng bao chiếm với 20.000m2 20 do Hồng và một người khác đứng ra khai khẩn năm 1996 với giá 10,2 tỷ. Diện tích đất này sau đó được bà Duyên bán lại cho bà Yến với giá là 18,9 tỷ. Khi hoàn tất các thủ tục mua bán theo hình thức tự thỏa thuận, chỉ dựa trên giấy xác nhận nguồn gốc đất khống do đối tượng Hồng làm, bà Yến làm thủ tục đến cơ quan chức năng xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới phát hiện thửa đất nói trên là đất rừng do nhà nước quản lý. Không làm được giấy, biết mình bị lừa nên bà Duyên và bà Yến đã làm đơn tố cáo hành vi gian dối của Trần Xuân Hồng đến cơ quan công an. Theo cơ quan chức năng, trước đó đối tượng Hồng đã có một tiền án về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định. Tin tiếp theo, bắt nhanh đối tượng trộm túi sách có chứa hơn 400 triệu đồng tại quầy thuốc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13 tháng 1, tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Công an thị xã Bình Long hiện đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hải Sơn, 30 tuổi, chú quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại nhà trọ Ngô Quyền, thuộc khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long, để điều tra về hành vi trộm các tài sản. Tài liệu của cơ quan công an thể hiện trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 9 tháng 1, công an phường An Lộc, thị xã Bình Long nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, chú khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã Bình Long về việc bị kẻ gian lấy trộm một túi sách, bên trong có khoảng 450 triệu đồng khi để tại quầy bán thuốc của nhà thuốc Hải Nguyệt, địa chỉ khu phố Phú Trung, phường An Lộc. Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng tiến hành vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Tiến hành ra soát đối tượng trích xuất camera và nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Nguyễn Hải Sơn là nghi can gây ra vụ trộm nên đã tổ chức truy tìm đối tượng này. Sau đấu tranh, đối tượng Sơn thừa nhận hành vi lấy trộm giỏ sách nói trên. Tuy nhiên Sơn khai sau khi lấy được giỏ sách, đối tượng lục tìm tài sản và lấy được 40 triệu đồng. Do nghĩ trong túi sách không còn tài sản gì, Sơn đã vứt bỏ giỏ sách và thùng đựng rác trước cổng trụ sở của phòng quản lý đô thị thuộc khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã Bình Long. Số tiền 40 triệu lấy được đã được đối tượng chuyển vào tài khoản cá nhân của Sơn qua cửa hàng Viettel Store. Từ lời khai của Sơn, cơ quan công an thu giữ giỏ sách đối tượng vứt trong thùng rác, bên trong vẫn còn số tiền gần 40 triệu. Hiện công an thị xã Bình Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.